Họ là những con người cần mẫn và thân thiện, luôn vững tay chèo để chở khách trên sông. Với 90% số người lái đò đều là phụ nữ. Du khách có dịp đến khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình, ngoài vẻ đẹp non nước nơi đây, chắc hẳn sẽ không quên được hình ảnh của những cô lái đò vừa chở khách, vừa kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Một công việc đòi hỏi đến sự khéo léo và bền bỉ, góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng cho quần thể danh thắng Tràng An. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nét Việt Story. Thưa quý vị, quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Lúc này thì tôi đang có mặt tại bến thuyền Tràng An và câu chuyện Nét Việt Story mà tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là câu chuyện của những người lái đò tại bến thuyền Tràng An. Bây giờ thì chúng ta sẽ được gặp gỡ với chị Lê Thị Lư để tìm hiểu rõ hơn về công việc của những người lái đò nơi đây. Trước tiên xin được cảm ơn chị Lê Thị Lư đã dành thời gian cho chương trình Nét Việt Story của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Chị Lê Thị Lư có thể giới thiệu một chút về mình cho khán giả truyền hình được biết không ạ? Tôi tên là Lê Thị Lư, tôi sinh ra và lớn lên ở xã Trường Yên và hiện tại công việc của tôi là nhân viên chờ đò ở bến đò Tràng An. Tôi là tổ trưởng của tổ đò số 9. Công việc của tôi hàng ngày là tôi nếu như tổ mà đã được xếp thuyền rồi thì là công việc tôi là thu tích kê và đem nộp lên cho ban quản lý. Và sau đó nếu như công việc của tôi có nghĩa là nếu như có đò ấy, thì là khi ban quản lý gọi đò thì tôi gọi cho tất cả các nhóm ở trong tổ ra xếp thuyền. Thì tôi có trách nhiệm là giao công việc cho chị em và giám sát công việc chị em vào hàng ngày. Tôi cũng đi cùng chị em đi chờ đò, chờ khách và đi vào các điểm tham quan, các điểm tâm linh và các hang động để giới thiệu, quảng bá cho khách được hiểu biết về cái khu du lịch của mình như thế nào. Hiện tại là tôi đã chờ đò được ở đây 7 năm và tôi rất là vui lòng với công việc của mình. Vâng, và hiện tại thì tại bến thuyền Tràng An của mình thì có bao nhiêu nhân viên chở đò tất cả? Hiện tại số lượng chở nhân viên ở bến đò Tràng An là khoảng 1.500 người, chia thành ra 28 tổ theo lũy tre làng. Vì ở đây hiện tại là có hai xã, xã Trường Yên và xã Ninh Xuân, thì là chia theo lũy tre làng là 28 tổ, giao động mỗi tổ. Tổ thì khoảng 30 người, tổ 35 người, tổ 40, khoảng tổ thì 50 người. Trong 7 năm chở khách tại bến thuyền Tràng An thì chắc hẳn là chị Lê Thị Lư cũng giống như là những nhân viên chở đò khác có rất là nhiều những cái kỷ niệm tại nơi đây. Điều ấn tượng nhất là khi mình chở chuyến đò về mà khách của mình rất là vui vẻ mà thoải mái. Nếu đối với khách Việt Nam ấy, thì tôi đã giới thiệu cái khu du lịch sinh thái Tràng An này, những điểm tâm linh và những lịch sử, những nét văn hóa độc đáo của khu du lịch sinh thái Tràng An này, những cảnh đẹp sơn thủy hữu tình của khu du lịch sinh thái Tràng An cho khách, đối với khách Việt Nam này. Còn đối với khách nước ngoài, tuy rằng là bất đồng tiếng nhưng mà đối với họ là những cái nhìn trìu mến qua mỗi hang động là họ giơ ngón tay lên là họ là number one, có nghĩa là rất là hài lòng. Và khi lên bến thuyền thì họ bắt chân bắt tay mình và họ muốn những kỷ niệm đối với mình, họ chụp ảnh chung với mình hoặc là những cái ôm hôn đối với mình. Bên cạnh những cái kỷ niệm, những cái ấn tượng mà chị Lê Thị Lư có được với những cái du khách thì có những cái khó khăn nào với các chị, những người nhân viên chở đò ở đây không ạ? Bên cạnh những cái ấn tượng đấy thì là có những cái khó khăn là đối với tôi là chở khách nước ngoài. Vì cũng như lúc nãy là tôi chia sẻ đấy, là vì bất đồng ngôn ngữ cho nên là không thể quảng bá cái hình ảnh của khu du lịch mình đối với khách nước ngoài chi tiết hơn, thì chỉ bằng những cái hành động và những cái cử chỉ và những cái biểu cảm của mình để truyền tải đến cho họ thôi. Đã nhiều lần tham quan thắng cảnh Tràng An, được trò chuyện cùng những người lái đò thân thiện và mến khách ở đây, nhưng trong chuyến tác nghiệp lần này, tôi mới có may mắn được gặp chị Lê Thị Lư và hiểu hơn về cuộc sống của những người lái đò. Bàn giao lại toàn bộ ruộng vườn và diện tích đất đai làm nông nghiệp của gia đình để xây dựng khu du lịch, mới đầu chị cũng rất lo lắng. Nhưng đến nay, không chỉ với chị mà với những hộ dân khác, đó là một quyết định đúng đắn nhất.
Những người dân mà tham gia dịch vụ chèo đò như này thì là đều là những người dân trước đây đã từng sống trong vùng di sản, và được chúng tôi tái định cư ra cái vùng bên ngoài gọi là vùng đệm. Và hiện nay thì với những người dân đấy thì là chúng tôi đều tạo cơ hội công ăn việc làm, tức là đề nghị doanh nghiệp, những cái doanh nghiệp mà được đầu tư, được quản lý khai thác cái khu du lịch trong cái vùng di sản này thì đều tạo việc làm cho người ta, thuê người ta tham gia vào cái chèo đò này, và để người ta làm tốt cái công tác phục vụ đón tiếp khách thì chúng tôi tổ chức một số lớp học. Đến nay thì tổ chức rất là nhiều lớp đào tạo về ngoại ngữ này, bồi dưỡng về những cái giá trị của di sản, các cái hướng dẫn của UNESCO đối với việc bảo vệ di sản như thế nào. Có một công việc mới là lái đò tại bến thuyền Tràng An. Nhiệm vụ của chị cũng như nhiều lái đò khác lúc đó không chỉ là chuyên chở các chuyên gia, nhà khảo cổ, các nhà khoa học tới nghiên cứu và khai quật các di chỉ, các hang động ở bến Tràng An, mà còn là người phục vụ cơm nước và giúp đoàn khi cần thiết. Công việc tuy vất vả, có khi kéo dài cả tháng trời, nhưng chị cũng như những đồng nghiệp của mình luôn cảm thấy vui vì góp một phần nhỏ bé để giá trị của Tràng An được khẳng định và ghi danh. Chị lái đò ở đây được 10 năm. Và cái ấn tượng lái đò thì nói chung là rất là vui với công việc. Bởi vì là cái công việc này nó đã chuyển đổi cơ cấu từ nông nghiệp sang du lịch. Cho nên là nói chung là về công việc thì rất là ổn định và vui. Thì là mỗi lần mà mình được đi chở đò mà đưa khách đi du lịch Tràng An ấy, thì mình rất vui và cảm thấy là cái công việc của mình nó rất là thoải mái với du khách. Vì vậy cho nên là mình cũng cảm thấy là cái công việc này cũng là hợp với những người phụ nữ Tràng An. Hầu hết những người lái đò đều đến từ các xã Trường Yên và Ninh Xuân của huyện Hoa Lư. Người có thâm niên nhiều nhất cũng từ 8 đến 12 năm. Người ít cũng đã làm nghề được 1 đến 2 năm. Nhưng có một điểm chung ở họ là đều xuất phát từ nghề nông. Vì vậy, trở thành người lái đò ở khu du lịch là một điều mới mẻ và có nhiều thách thức. Thế nhưng vượt qua những bỡ ngỡ và rụt rè ban đầu, những người lái đò Tràng An đã dần chủ động hơn trong giao tiếp với khách. Những kỹ năng làm du lịch cũng được tích lũy nhiều hơn qua các buổi tập huấn của ban quản lý. Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Thì không biết các chị, những nhân viên chở đò tại bến thuyền Tràng An thì cuộc sống của các chị có nhiều sự thay đổi không ạ? Từ khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới thì lượng khách du lịch đến đây rất là đông, thì cuộc sống của những chị em lái đò ở đây rất là thay đổi. Trước kia thì có thể là một vài ba ngày mới chở một chuyến đò, nhưng gần như bây giờ ngày như ngày nào chúng tôi cũng mỗi người cũng có một chuyến đò. Là những ngày đầu năm ấy thì lượng khách rất là đông, có những ngày không đủ thuyền cho khách đi. Với những người lái đò như chị Lê Thị Lư thì không biết là các chị đã làm như thế nào để phát huy và gìn giữ những cái giá trị di sản văn hóa thế giới khi mà UNESCO công nhận. Công việc của chúng tôi là chở khách ở bến đò này là cũng là một cái công việc để quảng bá cho khu du lịch này. Thì khi được giao thuyền thì chúng tôi cũng vệ sinh thuyền sạch sẽ, và khi khách xuống thuyền thì chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho khách và cởi mở. Nói chuyện thân thiện, cởi mở với khách và giới thiệu cho khách về cái khu du lịch của mình. Và cũng ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ để cho tự tin hơn với chính bản thân mình. Bên cạnh đó, để tạo cho khách một cái ấn tượng về khu du lịch sinh thái Tràng An, chúng tôi có thể hát cho khách nghe những bài hát về quê hương, đất nước bằng những cái làn điệu chèo và hát sẩm. Vâng, chị Lê Thị Lư còn có thể hát được nữa đúng không ạ? Và bây giờ thì chị có thể hát cho tôi cũng giống như quý vị khán giả truyền hình, và đặc biệt là những du khách chuẩn bị đến khu du lịch sinh thái Tràng An có thể là nghe được giọng hát của các chị. Bây giờ thì tôi có thể hát cho các bạn nghe một đoạn hát chèo mà tôi thường hay hát cho du khách nghe. Người đi muôn ngả chân trời càng xanh tươi.
ý cười. Không quản trời nắng hay trời mưa, công việc của những người lái đò vẫn cẩn mẫn, vẫn vững tay chèo chở khách trên sông. Cuộc sống của những người lái đò đến nay cũng có nhiều thay đổi. Cái được không chỉ là thu nhập tốt hơn, mà quan trọng hơn là họ được gặp gỡ và biết nhiều hơn về nét văn hóa của nhiều nước qua những chuyến đò chở du khách nước ngoài. Điều khi mà là nông dân, họ khó có thể có được. Tôi thấy đây là một công việc rất vất vả. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng những người lái đò ở đây vẫn rất thân thiện và ân cần phục vụ chúng tôi. Họ luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Những người lái đò ở đây rất là cởi mở, thân thiện, rất là hòa đồng. Và chúng tôi thì được những người lái đò ở đây giới thiệu về những cái khu của du lịch ở Tràng An thì rất là người ta cũng giới thiệu rất là nhiều và rất là đầy đủ nhiệt tình. Trong cái vất vả của nghề, những người chèo đò trên bến thuyền Tràng An vẫn luôn nở nụ cười, thân thiện và hạnh phúc. Kết thúc một chuyến hành trình tham quan, điều mà họ vui nhất đó là du khách có một chuyến tham quan an toàn và thú vị. Chính sự nỗ lực, tâm huyết và gắn bó với nghề, với khu du lịch đã giúp cho danh thắng Tràng An đẹp hơn trong mắt du khách và trở thành di sản kép đầu tiên trên thế giới và Việt Nam. Vâng, và mong muốn của chị Lê Thị Lư cũng giống như những nhân viên chở đò ở đây là gì ạ? Mong muốn của chúng tôi là làm sao mà lượng khách du lịch đến đây rất là đông, mà khi đến đây thì chúng tôi cũng chúng tôi giới thiệu cho khách để khách hiểu biết được cái sự vẻ đẹp và cái lịch sử của khu du lịch sinh thái Tràng An này, để khách cũng là một cái cầu nối, càng ngày khách đến đây càng đông để tạo điều kiện công ăn việc làm cho chúng tôi càng ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mong muốn là ban quản lý khu du lịch sinh thái Tràng An là hướng dẫn đào tạo thêm cho chúng tôi được những cái nghiệp vụ để chúng tôi có thể giới thiệu cho du khách được nhiều hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Lê Thị Lư đã dành thời gian cho chương trình Nét Việt Story của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc chị có thật là nhiều sức khỏe để chở được nhiều những chuyến đò, chở nhiều được những người tham quan đến với lại quần thể danh thắng Tràng An, đặc biệt là khu du lịch sinh thái Tràng An. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã được trò chuyện rất nhiều cùng chị Lê Thị Lư để hiểu hơn về công việc của các chị tại bến thuyền Tràng An. Tôi hy vọng rằng chương trình đã để lại cho quý vị và các bạn nhiều ấn tượng. Còn riêng với cá nhân tôi thì tôi muốn mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với khu du lịch sinh thái Tràng An để cùng tìm hiểu về những cái nét đẹp tại nơi đây và hiểu hơn về sự thân thiện của những người lái đò. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình Nét Việt Story đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.